Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Phật pháp rộng sâu rộng nhiệm màu, trăm ngàn muôn kiếp khó tìm cầu. Con nay thấy nghe đường tỏ trì, nguyện rõ như lai nghĩa diệu màu. Nam mô Khai Bảo Tạng Bồ Tát. Nam mô Khai Bảo phát tâm vì tất cả chúng sanh mà cầu đạt được quả vị vô thượng bồ đề. Đây chính là dụng tâm đúng đắn để chúng ta tu học. Này thì tiếp tục Bồ Tát hạnh. Bị nào thế nào? Ngay khi xúc chạm sự vật mà nó vẫn như như không khác lúc trước khi xúc chạm, vậy nhân duyên nào lại có thể lai chuyển nó? Nếu bảo tượng nó chuyển động thì là cả một sự sai lầm. Một vật làm sao lại có thể có hai tự tánh cùng một lúc được, vừa bất chuyển động vừa chuyển động? Như vậy tất cả sự vật bắt nguồn từ nhiều nhân, và những nhân này lại tùy thuộc vào nhiều nhân khác nữa, không có gì độc lập tự hữu cả. Hiểu như thế, làm sao ta có thể nổi sân lên đối với những người máy, robot, vô chủ, cử động như ảo ảnh, huyễn thuật. Nhưng người ta sẽ hỏi rằng, nếu các pháp không có thật, vậy ai sẽ dàn cơn giận? Và nếu như không có ai, thì cần gì phải dàn cơn giận? Cần chứ, bởi vì tuy không có ai, nhưng không có ai cả, nhưng tiến trình nhân chiến trình nhân quả vẫn tiếp diễn. Ngăn chặn cơn giận thì sẽ hóa giải được hậu quả đau khổ. Khi vâng, một người bạn ngưng đây đi. Dạ, thì chúng ta thấy với cái hiểu biết về vô ngã, hiểu biết về cái bản chất thật của một pháp, thì tất cả những cái ác pháp nó sẽ không có sanh. Mà cái ví dụ ở đây là cái sân. Cái sân nó không có sân. Bởi vì sao vậy? Ở đây thì Ngài lấy cái lập luận của Trung Luận để Ngài đưa ra cái mệnh đề. Đưa ra cái mệnh đề. Tức là một cái pháp thì nó không có thể có hai cái tự tánh. Hoặc là thế này hoặc là thế kia. Mà cả cái tánh mà thông thường chúng ta thấy chỉ qua trên cái phương diện mà hiện tượng, hiện tướng, nó cũng không có thật nữa. Nó chỉ là một cái duyên, một cái pháp mà do duyên hợp mà thành tựu thôi. Giống như hôm trước đã lấy cái ví dụ đó. Ví dụ gì quên nè. Trước lấy ví dụ gì? Cha với con đi, cho dễ. Đây nhiều người làm cha lắm nên nè. Cha với con. Thì ví dụ như cha, cái gọi là cha thì chỉ xuất hiện khi mà có con. Nếu mà không có con thì không có thể gọi là cha. Ngày mà đứa con nó chưa có sanh ra hay nó chưa xuất hiện thì không ai gọi mình là cha cả. Hay là không có người nào gọi mình là cha cả. Nhưng khi có đứa con xuất hiện thì lúc đó có xuất hiện một cái cha, một cái pháp cha. Nếu mà mình nhìn hơi extreme một chút, mình cũng có thể nói là cha là do con sanh. Phải không? Extreme một chút thì cha là do con sanh. Mà con thì cũng là do cha sanh. Khi chúng ta hiểu được như vậy, thì thấy được như vậy, thì chúng ta sẽ hiểu được cái sự tương tức ở trong các pháp. Các pháp nó là tương sanh. Không có cái pháp nào tự động mà xuất hiện. Mà cũng không có pháp nào nó mang cái bản tánh tự nhiên như chúng ta hiểu lầm nó vậy đó.
là nó là do có cái hiện hữu khác mà nó xuất hiện mà thôi. Thì khi mà chúng ta nắm được cái vấn đề các pháp do tương sanh như vậy đó, thì chúng ta biết rằng là cái mà đối tượng để làm cho chúng ta sân hận, dầu nó là một cái nhân vật đi chăng nữa hay nó là một cái sự việc đi chăng nữa, thì cái này nó không có một cái bản thể nào cả, nó không có một cái nền tảng nào để cho mình sân hận cả, bởi vì nó đâu phải là xuất hiện một cách tự nhiên đâu, nó là duyên sanh. Và như hôm trước cũng có nói rồi, một người mà họ cầm cây đánh mình thì chắc chắn là mình không có giận cái cây, mà mình sẽ giận cái người cầm. Cũng giống như vậy, một người mà họ làm cho mình sân thì họ cũng giống như cái cây thôi, mà cái vô minh chính là cái mà đứng phía sau xúi dục họ. Thì nếu mà chúng ta bắt buộc phải giận thì hãy giận cái vô minh, chứ mắc gì đâu mà giận cái người họ làm cho mình khó chịu. Cho nên một khi mà chúng ta nhận định rõ cái nguồn gốc, hay là nhận định rõ cái sự hoạt động của một pháp, thì khi đó chúng ta sẽ đưa đến kết luận rằng không cần thiết phải như trong trường hợp đây là nổi sân, bởi vì cái pháp này nó giả thôi, giả hợp, nó như là một cái trò ảo thuật vậy đó. Thì những cái vị mà họ chấp vào tánh không, họ chấp vào không, họ chấp vào cái thì họ sẽ nói rằng nếu mà không có một bản thể nào để giận, cũng như không có một bản thể nào để làm cho mình giận, thì và cũng không có bản thể nào để nhẫn, thì thôi mình nhẫn làm cái gì, hay là mình đâu cần gì đâu phải mình nhẫn, nó không có mà tại sao phải nhẫn. Thì Ngài mới nói rằng là trên phương diện tự tánh nó không có, nhưng mà trên phương diện hiện tượng nó vẫn có. Một cái vấn đề quan trọng nữa đó là thường những vị mà họ đặt cái câu hỏi như vậy, hay là đưa ra cái vấn đề như vậy đó, là thường họ không có kinh nghiệm về cái pháp đó, họ mới đưa ra vấn đề. Chứ một khi kinh nghiệm về cái pháp rồi thì họ sẽ không đưa ra vấn đề, vì qua việc kinh nghiệm về cái pháp tánh đó, thì họ cũng sẽ hiểu được cái vận hành của pháp tướng đó, và nó không thành vấn đề nữa. Cho nên Ngài mới giải thích một cách rõ ràng, nói rằng là hiện tượng vẫn còn hiện hữu thôi, mà ngày nào còn có hiện tượng thì ngày đó còn sự vận hành của nhân quả. Và vì cái người đặt vấn đề này chưa có kinh nghiệm thật sự đối với pháp tánh, cho nên vị này sẽ vẫn bị cái sự vận hành của nhân quả chi phối, và vẫn sẽ bị cái tâm thức nó dằn vặt ở trong đó, nó dằn vặt, nó làm khó chịu, vân vân và vân vân. Cho nên Ngài mới nói vậy thì thôi đừng có đặt cái vấn đề, mình đừng có đặt vấn đề, mà quan trọng là mình hãy cứ phát cái tâm thấy rõ để mình nhận trước đi. Vì làm gì làm, mặc dầu trên phương diện lý thuyết, trên phương diện mà lý thì là không có một cái ngã, nhưng mà trên phương diện kinh nghiệm hiện tại thì mình vẫn còn có một cái ngã. Mà ngày nào vẫn còn có một cái ngã thì ngày đó nhân quả vẫn còn hoạt động, và còn nhân quả thì chúng ta vẫn phải còn hành trì để cái hoạt động của nhân quả này nó không có một cái nền tảng nó dựa theo đó mà nó xuất hiện được. Thì đó là ba cái bài kệ mà ở trên đó. Tiếp đi. Khi một người bạn hay một kẻ thù có những hành động bất hảo với ta, ta hãy nên nhủ lòng đây là nhân duyên đang hoạt động và giữ tâm vắng lặng. Nếu tất cả vật phát sinh theo ý muốn con người thì chắc không có ai khổ cả, vì đâu có ai lại muốn đau khổ bao giờ. Bởi si mê sân hận ham muốn dục lạc nữ sắc nên con người cấu xé nhau đói khát khổ sở, lại không có người vì đó mà tự hại mình như khát cổ da mình xuống vực thẳm, uống thuốc độc, ăn uống quá độ, thảy đều là tội lỗi. Chỉ vì nô đệ cho ái dục, con người đâm ra hủy hoại thân thể của mình, như vậy làm sao bảo vệ được thân thể cho người khác. Với những kẻ điên dại vì ái dục luôn
não hại ta, nếu ta không khởi được lòng từ bi thương xót họ thì ít nhất ta cũng đừng nên sân hận với họ. Nếu tự tánh của những kẻ si mê chuyên là ác độc, chuyên làm khổ người khác thì nổi sân với họ chẳng khác chi nổi sân với ngọn lửa, đó là một điều vô lý. Ngược lại, nếu tự tánh của họ hiền lành ngay thẳng và sự ác độc của họ chỉ là tạm thời chốc lát thì nổi sân với họ cũng vô lý như nổi sân với làn khói trong hư không. Khi bị đánh đập, không ai giận cây gậy cả mà giận chính người sử dụng cây gậy. Cũng vậy, đối với người hận ta, ta không nên giận họ mà hãy nên giận cái tánh sân hận đã thúc đẩy họ. Vâng. Chúng ta thấy thông thường với cái thói quen suy nghĩ bình thường của mình thì mình nghĩ là chỉ nhẫn với cái sân thôi. Đấy, nhưng mà nhẫn với cái sân là cái đơn giản, cái thô. Mà cái người hành giả thì cũng phải nhẫn với cái tham nữa. Cái tham, cái ái dục. Bởi vì nó đóng một cái vai trò cũng rất là quan trọng trong cái đời sống của chúng ta. Nếu chúng ta không nhẫn được thì đương nhiên là chúng ta sẽ chạy theo nó thôi. Chạy theo nó thôi. Và nó sẽ đưa mình vào các hoạt động mà mang lại những cái quả xấu ác. Giả sử như bây giờ mình tham cái gì? Ở đây thì Ngài nói tham dục. Tham dục thì nó thô rồi. Mình không, mà nhất là bây giờ người cạo đầu xuất gia rồi thì chắc cái này không đến đổi mà mình phải chạy theo ha. Sẽ không có chạy theo cái đó. Nhưng mà nó có những cái tham mà nó vi tế hơn một chút trong cái đời sống. Cái đời sống mặc dầu dưới cái hoạt động của một người xuất gia, nó vẫn xuất hiện thôi. Giống như là tham danh, tham cái gì nữa, tham danh, tham tài, tham thực, tham thùy chẳng hạn, những cái đó nó hoặc là tham sắc cũng được. Tham sắc mà sắc tự thân chứ không là sắc sắc nơi cái khác. Sắc tự thân tức là chăm chút cho mình dòm thấy tướng hảo trang nghiêm đồ này nọ, đi cho người ta thấy ồ thầy bữa nay dòm trang nghiêm quá, sư cô bữa nay dòm trang nghiêm quá. Sư cô mặc cái áo này dòm rất là trang nghiêm, hay là thầy mặc cái áo này rất là trang nghiêm, vân vân. Nó cũng là cái tham sắc chứ không phải là đợi là mình tham sắc nên trên một cái đối tượng khác mới gọi là tham sắc. Thì đối với những cái như vậy đó, nếu chúng ta không có nhẫn, không có nhẫn, ví dụ mình thấy cái đó nó bán ngoài chợ đi, anh đi ngang thấy cái chợ nó bán ngoài chợ một cái áo đẹp, mình nghĩ chắc mình mặc cái này vô chắc người ta sẽ thấy mình rất là trang nghiêm. Bởi vì mấy thầy mấy cô thì đâu ai khen đẹp ha, ta nói trang nghiêm, rất là trang nghiêm. Mà nếu mà mình không có kiềm hãm nó, không kiềm hãm nó, rồi giả sử mình không có sẵn tiền thì mình sẽ dùng những cái phương tiện khéo léo, giả sử gợi ý với một người cư sĩ đang đi chung với mình, chị thấy không, cái áo này đẹp lắm, nếu mà thầy mặc vô hay cô mặc vô thì nó sẽ rất là hợp này nọ vân vân, để cho người ta cúng dường cho mình. Thì như vậy là mình đã tạo cái ác pháp, tạo cái ác pháp chỉ vì mình không có nhận được cái sự cám dỗ của cái vật chất đó đối với cái sắc của mình. Thì những cái khác cũng vậy thôi, tài danh thực thùy vân vân, nếu chúng ta không nhận thì chắc chắn nó sẽ đưa đến những cái hành động, lời nói hay là tư tưởng mà nó mang đến ác nghiệp cho mình. Do đó ở đây Ngài cũng nhắc nhở. Ngài nói rằng là chúng sanh đó, chúng sanh thì do vì cái dục này nè mà đưa tạo đến rất nhiều cái nhân ác, thậm chí là nhảy lầu tự tử nữa ha? Nhảy lầu tự tử hoặc là cái gì, nói sao, uống thuốc độc ha? Uống thuốc độc, nhảy lầu tự tử, thắt cổ tự tử, hoặc là ăn uống quá độ, thất tình ăn uống quá độ. Hoặc thì hôm qua đó mới nghe kể là có một em ở Dresden, người Việt, mới có 19 tuổi thôi, nhảy lầu chính xuống tự tử. Bởi vì thất tình, sau đó cha mẹ cấm đoán thương yêu gì với một anh bạn người Đức hay gì đó. Hình như vậy, nghe cũng không có để tâm lắm, chỉ nghe thoáng thoáng. Nên rồi về nghe đóng cửa nhảy lầu. Chúng ta thấy nó rất là đây là một cái nhân rất là ác, nhân rất là, bởi vì mình sát sanh mà, dầu sát cái thân mạng mình đi chăng nữa nó vẫn là sát sanh, chắc chắn nó sẽ đưa đến những cái quả rất là
là bi thảm trong kiếp sau và nhiều kiếp sau nữa. Thì tất cả những cái đó là đều do ái dục, do cái dục nhiễm nó đưa đến cả. Chúng ta phải, người mà hành giả thì phải tránh những cái này. Và một cái nữa đó là ở đây Ngài cũng nhắc nhở chúng ta phải tư duy. Đối với một người hành giả, chúng ta phải thấy cái hiện thân của mình, cái thân người hiện tại của mình nè, nó là trân quý, là quý báu. Vì nếu không nương vào cái thân này, chúng ta sẽ không có tu tập được. Không có cái thân mình muốn lại Phật cũng không có được, không có cái thân mình muốn ngồi thiền cũng không có được, không có cái thân hay là cái miệng trên thân thì mình muốn niệm Phật cũng không có được, trì chú không có được, không có ý niệm nương nơi thân thì mình quán tưởng đồ này nọ cũng không có được, giữ giới vân vân. Mà đối với cái thân của tự bản thân mình mà mình không biết vận dụng một cách đúng đắn, không biết thương yêu vận dụng nó một cách đúng đắn, thì làm sao mà mình hành được cái hạnh Bồ Tát? Mình nói là thương chúng sanh hay là chăm sóc cho chúng sanh, thương yêu chúng sanh, cái gì gì đó, nó sẽ không có thật. Cho nên một vị hành giả thì phải thấy rõ cái sự quý, cái thân đang quý của mình, để mình sử dụng nó một cách đúng đắn vào cái việc tu tập, chứ không phải là vào những cái việc hành lạc hay là ăn uống cho nó nhiều đồ vô vân vân và vân vân. Nói như vậy, thành ra chúng ta thấy cái người mà khi mà cái sân nó nổi lên trong tự thân mình, cái sân nó nổi lên thì sao? Đối với những vị mà nhất là có máu cao sẵn, ai mà có máu cao sẵn là dễ bị gì đó, tai biến mạch máu. Ai máu cao là đừng nên sân. Sân nhiều thì tai biến mạch máu, rồi mình nằm y đó thôi. Còn cái người mà không giàu không máu cao đi chăng nữa, khi sân thì sao? Người nó nóng nảy, nó khó chịu, nhiều khi là bực quá đi đụng đầu vô tường nào không hay nữa, hay là vấp ghế này nó cũng không biết, bực mình quá, đang nói chuyện bực mình quá quay người bỏ đi đá ghế cái rầm. Thời may thì nó chỉ đau bình thường đó, còn không may thì tét chân, tét cẳng, tét đầu này nó cũng có thể xảy ra. Cho nên chúng ta thấy cái sân nó sẽ mang đến những cái tai hại như vậy đối với thân thể của mình, rồi đối với cái tâm thức của mình, vân vân. Nên một người mà thật sự thương yêu cái thân của mình, tức là thương yêu theo cái nghĩa mà giữ nó để tu tập này, thì sẽ không để cái sân nó phát khởi. Và khi cái sân nó không phát khởi trong mình hay là ở nơi mình, thì lúc bây giờ mình mới có thể thương yêu chúng sanh được. Và cái mà chúng ta thường nói rằng thấy một chúng sanh họ sân, mình thấy thương họ, thấy tội nghiệp bởi vì họ đang khổ đau, thì cái này lúc bây giờ nó mới thật. Bởi vì chính bản thân mình không còn sân hận nữa, mình đã thương yêu nó, không cho nó sân hận nữa, thì mình mới thật. Chứ mình thấy người ta sân cái mình cũng nói vậy đó, cái người này sân tội nghiệp quá, dễ thương quá, mà tới đụng tới mình cái mình sân còn hơn người ta nữa, thì cái đó nó chỉ là cái đầu môi chốt lưỡi chứ nó không có thật. Cho nên chúng ta phải thấy như vậy, tức là qua cái sự tu tập của bản thân mình, mình mới có thể hiểu thấu và thông cảm chúng sanh, để rồi từ đó chúng ta chuyển hóa, cho giúp chúng sanh chuyển hóa. Thì vâng, rồi cái ví dụ mà Ngài đưa ở đây thì ông đã nghe tới nghe lui nhiều lần rồi, bởi vì nó rất là quan trọng, rất quan trọng. Ai mà thấy cái người nào họ làm hại mình cái gì đó thì phải nhớ như vậy, cứ nhớ là quy nó về vô minh chứ không phải là nơi cái bản thân người đó. Nhà tiếp đi. Xưa kia ta não hại người, nên nay người não hại lại ta, đó là quả báo đương nhiên. Sự đau khổ của ta có hai nguyên nhân: lưỡi kiếm chém ta và thân ta bị chém. Người kia đã lựa cây kiếm, còn ta thì khoác cái thân này, như vậy còn ai trách ai? Bởi vô minh che lấp, ta đã bám víu vào thân này, không biết thực tướng của nó chính là một vết thương nặng, chỉ cần đụng nhẹ cũng gây đau đớn. Như vậy thử hỏi, khi nó đau thì giận ai, nếu không phải là giận chính ta?
Ta không thích khổ đau nhưng lại thích tạo nguyên nhân dẫn đến đau khổ. Ôi, không ai điên rồ hơn ta. Chính vì tội lỗi của ta mà đau khổ phát sinh, tại sao lại đi giận kẻ khác? Chính những hành động của ta đã tạo ra cảnh địa ngục với rừng đao, lá kiếm, và cũng chính hành động của ta tạo cho ta khổ đau hiện thời. Như vậy ta còn giận ai? Chính những hành động của ta đã khiêu khích kẻ khác để họ tức giận và khiến họ đọa địa ngục. Thủ phạm há chẳng phải là ta ư? Nhờ họ mà ta thành tựu được hạnh nhẫn nhục, tẩy trừ nhiều tội lỗi, nhưng ngược lại, vì ta mà họ phải đọa địa ngục lâu dài. Họ là những ân nhân của ta, trong khi ta lại hành quyết họ. Ôi, cái tâm mắc dạy của ta ơi, sao ngươi không biết hổ thẹn mà lại đòi giận tức? Nếu biết hành hạnh nhẫn nhục thì ta sẽ tự cứu được mình, không đọa địa ngục. Nhưng những kẻ khác thì sao? Dù ta có trả thù họ đi nữa, không phải vì thế mà họ được cứu rỗi. Ngược lại, sự nghiệp Bồ Tát của ta sẽ đổ gãy và những kẻ đáng thương kia sẽ bị đọa đày. Tâm của ta vô tướng mạo, không phải bằng vật chất nên không ai có thể đánh đập được nó. Nếu nó bị đau đớn, chẳng qua chỉ vì nó bám víu vào cái thân thôi. Những lời mắng chửi, nói xấu, vu oan, vân vân, không ăn nhầm hay tổn thương gì đến thân. Thế nhưng tại sao ngươi lại nổi giận hả tâm? Nếu tâm đây đi. Nhầm. Qua những bài kệ trên đó chúng ta thấy thật sự một cái pháp gì nó xảy ra trên thực tế nó chỉ xảy ra ở trên cái cá nhân của chúng ta thôi, chứ nó không phải liên quan đến cái người khác. Thông thường trong cái đời sống bình thường đó, thì chúng ta cứ quy cho người khác thôi. Vì người khác mà chúng ta giận, vì người khác mà chúng ta tham, vì người khác mà chúng ta khổ đau, vân vân và vân vân. Nhưng mà trên thực tế thì tất cả đều nằm ở trên cái bản thân của mình. Nếu mà chúng ta biết được cái nguồn gốc thật sự thì chúng ta có mới giải quyết được cái vấn đề. Ở đây Ngài đưa cho chúng ta hai cái hình ảnh. Một cái là cái thân tướng và một cái là cái tâm thức. Tất cả những cái gì nó xảy ra thật sự nó đều xảy ra ở trong tâm thức, chứ không phải xảy ra nơi thân. Dầu an lạc, khổ đau, thương, ghét, giận, hờn, vân vân, tất cả cái này là những cái hiện tướng của tâm hết á, chứ không phải là của thân. Nhưng rồi chúng ta vì chúng ta lầm lẫn, cái tâm nó lấy cái thân làm cái thân của nó. Cái tâm nó lấy cái thân làm thân của nó, nói sao cho nó dễ hiểu. Cái tâm nó chấp cái thân là nó, vậy đi, cái tâm nó chấp cái thân là nó. Cho nên cái chuyện gì nó xảy ra với cái thân đó, thì nó cảm thấy hay là kích thích nó hoạt động. Giả sử như người ta khen, thầy trang nghiêm quá, cô trang nghiêm quá, nay đẹp trai đẹp gái quá vậy đó, hay là dòng hoài không thấy cô anh Thông nay bảy mấy 80 tuổi rồi mà thấy cũng còn trẻ quá. Nhưng chẳng hạn, nhưng tự dưng cái tâm nó nhảy lên, nó chấp cái thân này là tôi. Nó hài lòng, nó thỏa mãn, nó thích thú. Thì Ngài mới chỉ cho chúng ta đó là một điều sai lầm. Đâu có gì sai lầm hơn. Mà cái tâm của mình á, thì lại không ai có thể rờ mó được nó chứ. Chính bản thân mình á, là cái người mà gọi là chủ của nó đó, tạm nói như vậy đi. Mà phần nhiều thời gian mình còn không có thấy nó ra hình dáng gì nữa, chứ đừng có nói mà rờ mó tới nó, sai xử nó, nó trốn đâu mất biệt á, nó không có xuất hiện. Mình chỉ lấy cái ý nghĩ tư niệm của mình lấy cái cảm thọ của mình lấy cái vọng tưởng của mình làm tâm, còn tâm mình nó chạy đâu mình không có biết, không có thấy.
Đôi khi mình chấp nó bên trong thân, đôi khi mình chấp nó ngoại thân, đôi khi mình chấp nó ở giữa, vân vân. Cho nên cuối cùng do cái sự mà mê lầm như vậy, hành giả mới phóng túng theo cái tham hoặc là cái sân. Như đây hai, lấy hai cái độc thô đó để mà giải thích ở đây. Và nếu chúng ta muốn quán chiếu, giả sử như là muốn tập cái hành nhẫn, thì chúng ta phải quán chiếu giống như là ngài ngài hướng dẫn trong đây vậy đó. Ngài hướng dẫn trong đây, tức là quán chiếu về cái không thật của cái thân, hoặc là quán chiếu về nhân quả giữa cái hiện tượng nó xảy ra và chính bản thân chúng ta. Giả sử như ngài nói là tự nhiên đâu có ai cầm gậy đập mình đâu, rõ ràng nó phải có nhân quả, mà nếu không phải nhân quả trong đời này thì cũng nhân quả trong trong đời trước. Có những người người ta tự nhiên ta thấy mình, người ta thấy mặt mày thấy ghét quá đánh vậy đó, thì tại sao người ta thấy ghét? Nó cũng là cái trong đời trước thôi. Giống như đôi khi mình đi ngoài đường, tự nhiên mình thấy một cái người đi ngang qua mình, hoặc là mình cảm thấy họ, mình chấp nhận được họ, hoặc là mình cảm thấy mình không chấp nhận được họ, hoặc là mình cảm thấy không có khởi lên một cái phân biệt gì cả, không chấp nhận hoặc là chấp nhận. Thì cái đó từ đâu ra? Họ là quắc là quơ mà. Thì do những cái thói quen quá khứ, thói quen quá khứ của tương của trước, đời trước hay đời trước gì đó, gọi là nghiệp đó, nhân đời trước nó sanh ra như vậy. Có những người mình chưa từng gặp qua, bây giờ mới gặp lần thứ nhất và mình thấy rất là quen thuộc, rất là thân. Cũng ngược lại, có những người mà chưa từng gặp qua bao giờ đó, thấy lần thứ nhất là tự dưng mình thấy ghét liền nhỉ. Thì cái chuyện đó cũng rất là bình thường. Nên trong cái vòng nhân quả chúng ta đang trôi nổi ở đây, thì chúng ta đã tạo và chúng ta đang thọ, cũng như là đang tạo và sẽ thọ. Thì cứ như vậy thôi. Chúng ta nếu chúng ta nhớ nghĩ cái điều này một cách thường xuyên, thì chúng ta sẽ không có khởi lên những cái sân niệm, những sân niệm hoặc là những cái tham niệm, mà chúng ta cứ thả lỏng cái tâm thức để nó nhẹ nhàng. Và cái đó mới là cái tâm đúng đắn. Thật sự cái người Hoa, cái chữ Hán á, dịch cái trạng thái tâm này là nhẫn nhục hay nhẫn nhịn này nọ, trên thực tế nó không có bằng cái người Đức họ dịch. Người Đức họ dịch cái này hay hơn và đúng hơn. Người Đức họ dịch là Gleichmut, phải không? Gleichmut. Bởi vì Gleichmut là một cái trạng thái tâm mà không cần đối tượng. Ở cái tâm nó bình thản. Nó có đối tượng cũng được, không đối tượng cũng được, nó cứ giữ cái tâm bình thản. Còn nhẫn nhục là nó luôn luôn nói về cái vấn đề là phải có đối tượng. Nhẫn là nhẫn một cái gì? Chứ tự nhiên tôi không nhẫn, không có cái gì mà tôi cứ nhẫn. Cái này nó không có đúng. Không có đúng. Rồi chẳng lẽ bây giờ Bồ Tát phải có đối tượng để nhẫn sao? Bồ Tát thì cái tâm các ngài là vô sở trụ mà. Không có ngã, không có chúng sanh, không có hoạt động. Thì làm sao mà có cái đối tượng mà nhẫn? Cho nên cái người Đức họ dịch cái này là Gleichmut, tức là một cái trạng thái tâm nó bình thản, luôn luôn giữ cái tâm nó bình thản như vậy, chứ không phải là cái tâm mặc kệ ha. Mặc kệ cũng không có đúng. Nếu mà mình mặc kệ, tức là cái gì đó, người Đức gọi sao? Gleichgültigkeit. Người Đức họ dịch là Gleichgültigkeit, tức là mình lạnh lùng, mình cứng như cục đá vậy đó, hay là lạnh như cục nước đá vậy đó. Thì cũng không có phải là cái tâm nhẫn này, mà cái tâm nhẫn là một cái tâm hoàn toàn sống động, đầy bi mẫn, nhưng mà vẫn bình lặng.
thì nó mới là cái tâm tâm nhận đúng đắn ở đây. Thì nói tóm lại, nếu một vị hành giả mà đối với cái pháp tánh và pháp tướng nắm rõ đó, thì mình sẽ giữ được cái tâm nó bình thản, và do đó thì cái pháp nhẫn nó được thành tựu. Mà muốn giữ được cái tâm bình thản thì trước tiên phải thấy được cái tâm, không thấy được tâm thì không có giữ được nó bình thản được. Thì mình có thể mình giữ cái ý niệm mình bình thản thì cũng tốt rồi, có nghĩa là đừng cho cái ý nghĩ nó chạy lung tung, ý nghĩ nó khởi lên mình lập tức mình nhận biết cái sanh diệt của nó rồi mình thả xuống, không cho nó, đừng có chạy theo nó, thì rồi nó từ từ qua đó chúng ta sẽ thấy được cái bóng dáng của những cái pháp sâu hơn, và chúng ta sẽ sống với cái pháp thật trong đó. Thì cứ nhớ điều này đó, cứ quan trọng là mình cứ nhớ là tất cả những cái gì nó xảy ra thì thông thường nó xảy ra trên thân của chúng ta, nhưng mà cái khổ đau, cái tức giận này nó là nó xảy ra trên tâm của chúng ta. Và thân và tâm, quý vị nào mà tu thiền một thời gian rồi thì sẽ nhận biết được thân và tâm thì nó không phải là một. Thân và tâm rõ ràng là hai cái pháp nó không đồng nhất. Nói về đi, không phải một và không đồng nhất, chứ không phải hai nha. Đừng có chấp là hai, nó không đồng nhất và không phải một. Và khi đó thì chúng ta sẽ hiểu được cái điều Ngài nói ở đây một cách cặn kẽ hơn. Con hiểu là phải có định hữu thành tựu được mà. Tất cả các pháp của Bồ Tát hành đó, đều dựa trên cái định. Nên hôm cái ngày đầu tiên, cái bữa đầu tiên đã nói rồi. Thật sự cái mà chúng ta học ở đây á, từ hoạt động cho tới tư duy cho tới những cái kiến giải trong cái bộ tác hành này đó là một cái sự gieo duyên thôi, chứ trên thực tế thì chúng ta sẽ không thể nào thực hiện được hết á. Mình cố gắng mình noi theo cái lời Ngài dạy để mình tiếp cận Anen, mình tiếp cận rồi từ đó đó chúng ta nhận được cái giống như cái năng lực cái gia bị từ Phật và Bồ Tát vậy đó. Bởi vì mình sống trong cái mạch đó, sống trong cái sự gần gũi đó, thì qua đó nó chúng ta cũng hiểu từ từ cái năng lực đó. Nhưng mà để mà mình thực hiện đó, thì mình chưa có khả năng thực hiện cái điều này. Và bắt buộc chúng ta phải có một cái định lực đó. Dầu là mình muốn bố thí một cách chân chánh giống như là một vị Bồ Tát bố thí, mình vẫn phải có cái định lực. Mình muốn trì giới cũng phải có định lực. Mình muốn nhẫn nhịn cũng phải có định lực. Không có định lực thì không có làm được. Bởi vì mình có định lực á, thì mình mới nhận biết. Giả sử như một người họ mắng chửi mình xối xả vậy đó chẳng hạn, thì trước tiên mình có định lực mình mới nhận biết là cái sân nó khởi lên. Cái đó là cái định lực thô nhất, cái gọi là cái căn bản nhất. Rồi thì mình nhận biết là có một cái tâm sân. Nhưng mà thông thường khi mình nhận biết đó, thì cái mà gọi là tâm sân á, mà mình nhận biết đó, chẳng qua là một cái tâm quá khứ, chứ không phải tâm hiện tại. Dầu là nó từng sát na một, nó khởi và nó diệt, mình chỉ dạ mình cảm nhận như là mình bị nhận biết thôi. Nhưng mà trên thực tế là nó đã đi qua rồi, nó vừa qua là mình nói là có, và một cái mới nó hiện lên như vậy, mình cũng không có nắm bắt được. Mà một vị hành giả có một cái định cao thì sẽ thấy được cái từng cái sát na sân như vậy đó, nó xuất hiện. Giống như là một nhà khoa học, người ta cầm cái kính hiển vi xuống cái dòng suối á, hai dòng sông đó. Đó, người ta nhìn thì người ta sẽ thấy được từng cái nguyên tử nước, từng cái atom của vắt sợi vậy đó, nó trôi qua, và người ta nhận biết rằng thì ra đây là dòng sông. Còn như mình nhìn con mắt mình nhìn xuống cái dòng sông thì mình thấy nguyên một cái khối nước nó như vậy thôi, rồi mình nói đây là một cái dòng sông. Thì cũng giống như vậy, cái tâm sân nó khởi lên thì mình thấy nguyên một cái khối sân vậy thôi. Mình thấy dường như là nó xuất hiện từ 30 giây trước và nó sẽ tồn tại thêm vài phút sau.
Nhưng mà trên thực tế nó là một cái loạt sanh diệt ở trong đó, rất là mau. Và chính vì qua cái định lực, tức là qua cái sự nhận biết một cách sâu sắc ấy, thì lúc bây giờ vị hành giả mới chen ở giữa những cái sanh diệt đó mà đưa vào những cái ý niệm mới hay là nhận biết mới để nó không sanh diệt nữa, hoặc là giúp nó mau uplinking, mau hạ xuống và biến mất đi. Cho nên là tất cả những cái pháp mà Bồ Tát hạnh là đều đòi hỏi có một cái tâm định và huệ. Chẳng những định mà phải có huệ nữa. Bởi vì có huệ thì mới có thể mà chứng nhận được ba cái yếu tố trong ngôn ngữ chuyên môn đây gọi là tam luân. Tam luân. Ba yếu tố này vừa là không, tức là không có thực thể, và vừa là tịch, tức là vắng lặng. Còn nếu mà mình không có cái trí tuệ thì làm sao mà làm được điều đó? Nếu có nhiều người thù ghét ta, sự việc đó đâu có cắn xé được ta trong đời này hay đời sau. Tại sao ta lại sợ hãi? Vì sợ mất lợi dưỡng cha, dù muốn dù không, lợi dưỡng cũng tan biến sau đời này. Trong khi đó, nghiệp xấu của ta vẫn tiếp tục mãi đời sau. Thà chết ngay ngày hôm nay còn tốt hơn là sống lâu trong tà kiến. Bởi vì dù có sống lâu đi nữa cũng không ai thoát khỏi đau đớn của cái chết. Một người trong chiêm bao thấy mình sống sung sướng trăm năm, người khác lại mơ thấy chỉ sung sướng trong một giờ. Cuối cùng cả hai đều thức dậy và khi đó hạnh phúc kia cũng không còn. Cũng vậy, dù cuộc đời có dài hay ngắn, khi cái chết đến thì cũng chấm dứt như nhau. Dù có sống sung sướng giàu sang hưởng thọ khoái lạc, cuối cùng ta cũng phải ra đi với hai bàn tay trắng, giống như người bị kẻ cướp bóc lột. Có người bảo nhờ giàu sang ta mới có thể sống lâu để tích tụ công đức tiêu trừ tội lỗi. Đúng vậy, nhưng nếu vì lợi dưỡng mà nổi sân thì đó lại là tích tụ tội lỗi, tiêu mòn công đức. Nếu không có một mục đích lý tưởng cao thượng trong đời thì sống lâu có ích lợi gì? Phải chăng để tạo nghiệp ác? Chắc chắn ta ghét kẻ nói xấu ta, vì như thế họ sẽ làm người khác không tin tưởng ta nữa. Thế sao khi họ nói xấu kẻ khác thì ta lại thản nhiên? Ta thản nhiên được khi kẻ khác bị nói xấu, thế sao ta lại khó chịu trước những lời thật trái tai và rõ lỗi lầm của ta? Đối với những người bất kính đập phá tượng tháp kinh sách, ta cũng không nên nổi giận, bởi vì ngay cả Đức Phật và chư thánh tăng cũng đâu có bị tổn thương gì. Trước tiên thì nói về cái vấn đề danh, nãy có nói rồi đó, khi trong một trong những cái yếu tố của dục đó là danh, mà chính vì bị danh chi phối cho nên ngài mới nhắc đến cái điều mà nói xấu là nó ngược lại với danh thôi, có nghĩa là nó vẫn là một cái danh. Nếu mình sợ người khác nói xấu, tức là vì mình muốn người ta chấp nhận cái tốt đẹp của mình, cho nên nó cũng là hình thức của danh. Mà trên thực tế thì người ta có khen mình một ngàn câu đi chăng nữa, mình cũng chẳng tốt đẹp hơn. Người ta có chê mình một ngàn câu đi chăng nữa, mình cũng không trở thành xấu ác hơn. Chuyện này đâu có xảy ra đâu. Cái vấn đề chỉ là tâm thức thôi. Chúng ta đứng trước tôn tượng của Đức Phật, mình chê Đức Phật hàng ngàn câu thì Đức Phật Ngài vẫn trang nghiêm như vậy. Mà mình tán thán Ngài một ngàn câu thì Ngài cũng trang nghiêm như vậy thôi, Ngài không trang nghiêm hơn. Nhưng mà nếu tự thân chúng ta chê thì tự thân chúng ta nhận cái ác báo. Tự thân chúng ta khen thì tự thân chúng ta nhận được cái phước báo. Cũng giống như vậy. Bây giờ mình là hành giả, bây giờ mình không phải là Phật, mình hành giả bình thường thôi. Nhưng mà qua đó thì chúng ta cũng thấy cái người mà họ đối với chúng ta, họ khen, họ chê, thì cái đó trên thực tế không có ảnh hưởng đến chính bản thân của mình. Mình đừng có nói là tội nghiệp người ta quá, hay mình tạo nhân cho người ta chê mình thì người ta sẽ thọ ác nghiệp này nọ vân vân. Chuyện đó là chuyện đạo đức giả, không có quan trọng. Quan trọng là chính bản thân mình thôi. Mình giữ cái tâm vắng lặng là đủ. Còn cái chuyện người ta thế này hay người ta thế kia đó, là rốt cuộc thì họ phải giải quyết.
nơi cái tâm thức của họ. Trừ khi nào mình chứng ngộ rồi đó, mình có cái năng lực, hoặc là chưa chứng ngộ đi mà có cái năng lực để mà độ họ đó, thì lúc đó hãy nói tới cái chuyện mà tôi không muốn tạo cái nhân để cho họ nói xấu tôi, bởi vì họ nói xấu tôi thì họ sẽ bị mang nghiệp ác này nọ vân vân, thì lúc đó mình hãy làm. Nhưng mà trên thực tế ngay cả Đức Phật cũng vậy thôi, ngài cũng đâu có đắn đo những chuyện đó đâu, ngài không có đắn đo chuyện đó. Thậm chí là cái người mà họ đến họ mắng chửi Đức Phật từ ngày này qua ngày kia, rồi cuối cùng khi mà Đức Phật thấy nhân duyên đầy đủ để độ thì lúc đó ngài mới kêu đến ngài nói chuyện, ngài chỉ giải thích thôi. Vấn đề là quà tặng nhận hay là không nhận, mang về hay là không mang về, như vậy thôi, chứ ngài cũng không có cần cái gì cả. Còn mình thì mau mau người ta mới nói sau nửa câu nói xấu thôi là mau mau đính chánh. Dạ không, tôi không phải thế này, tôi không phải thế nọ, nhưng mà bởi vì cái thế kia cho nên đó, rõ ràng là mình không có cái nhẫn lực, không có cái tâm bình thản để thấy cái pháp. Thì ở đây thì ngài nói rằng là một số người sợ người ta nói xấu vì sợ mất lợi dưỡng, không biết có không. Thì cũng chắc cũng có thể có ha, chắc cũng có thể có, thời mấy trăm năm trước hay là mấy ngàn năm trước thì cũng có thể, thời đại bây giờ thì chắc cũng ít hơn, nhưng mà biết đâu cũng còn tồn tại, sợ mang tiếng xấu rồi sẽ ít người họ cúng dường cho mình hay này nọ, hay là ngoài thế gian thì mang tiếng xấu thì gì đó làm ăn không có được tốt vân vân, thì cái này cũng có thể xảy ra. Dạ. Nhưng mà bây giờ mình ở đây mình cứ đứng nhìn trên cái phương diện của một người hành giả xuất gia đi, thì chúng ta thấy rằng là có ai nói cái gì thì chăng nữa thì không có liên quan gì đến mình cả. Vấn đề là tự thân mình hay là tự tâm mình phải cứu xét cho kỹ, vậy thôi. Và cái quan trọng nhất là phải có được cái chánh kiến. Như ở đây ngài nói đó, ta chết ngay trong ngày hôm nay còn tốt hơn là sống lâu ở trong tà kiến. Hoặc là biết đạo Phật nói hay là ai nói hả, nói là sáng mà nghe điều tốt đẹp rồi tối chết cũng cam lòng đó. Khổng nói hả, phải không? Đó, thì Khổng mà người ta còn nói về nó, tức là ngoại đạo đó, người ta còn nói như vậy đó, huống chi là chúng ta là một người Phật tử. Nhưng mà hình như đạo Phật cũng nói câu tương tự vậy phải không? Nhà vua nào? Trần Nhân Tôn hả? Trần Nhân Tôn nói làm sao? Nhớ sống một ngày thấy đạo còn hơn sống một sao nó cũng quên rồi như đại khái mình vậy. Nếu nói sống một ngày thấy đạo mà còn hơn sống trăm năm thì cũng tương tự như câu ngài nói thôi, không có khác. Và ngài cũng nói rằng là ngài so sánh ở đây một cái rất là thực tế đây, cái bài kệ mà 57-58 đó. Hai người cùng đi ngủ, mà trong giấc ngủ thì một người thấy mình có được một ngày an lạc đi chẳng hạn, ngày an lạc, và một người khác cũng trong giấc ngủ họ thấy cả cuộc đời họ xuất hiện như vậy rất là vui sướng, đủ thứ chuyện nó xảy ra trong cuộc đời hết, từ lúc sinh ra tới lúc chết đi vậy đó. Và khi hai người thức dậy thì sao? Cũng biến mất hả? Nhờ một ngày hay là 100 năm hay một đời gì chăng nữa nó cũng biến mất thôi, mà nó cũng chỉ là một giấc ngủ thôi à, chứ nó không khác gì cả. Thì chúng ta cũng vậy đó, giờ người sống 100 tuổi hay là người sống chỉ có 20-30 tuổi mà chết đi một cái là cũng giống như là qua một cái giấc ngủ khác thôi, qua một cái giấc mơ khác thôi, chứ không có cái gì khác. Còn nếu mà mình chứng đạo thì mình tỉnh giấc mơ. Cho nên những cái vui của thế gian này rất là phù phiếm, rất là không có thật. Nó chỉ là những cái tạm bợ như vậy, những cái vui trong giấc mơ vậy đó, chứ không có thật. Nếu mà chúng ta là một người Phật tử chân chánh thì chúng ta phải tin những điều được Phật dạy, tin rằng là cuộc đời này là một giấc mơ lớn, một giấc mơ lớn, và chỉ khi nào chúng ta chứng ngộ thì chúng ta mới tỉnh dậy thôi. Cho nên trong lúc mơ thì dĩ nhiên
Ai cũng thích mơ đẹp chứ không thích mơ mơ ác hả? Không thích mộng đẹp chứ không thích ác mộng. Nhưng mà chúng ta cứ bám chấp vào cái mộng đẹp đó, thì chính bản thân chúng ta sẽ tạo những cái ác nghiệp. Và thường thường mộng đẹp thì mình thích, mình lưu luyến phải không? Nhiều khi ngủ thấy mộng đẹp quá giật mình thức dậy còn nói chà phải mơ thêm chút nữa cho nó đã. Còn mà ác mộng thức dậy một cái mừng quá, may quá mình tỉnh rồi. Qua đó chúng ta thấy nếu mà cuộc đời này mà nó quá đẹp, nó quá đã đi thì mình chết xong một lần rồi mình cũng thấy chưa đã nữa, chờ phải sống thêm để cho nó tiếp tục nữa nhé. Còn mình thấy cuộc đời này nó quá nhiều khổ đau, nó quá nhiều sợ hãi, giống như một cơn ác mộng vậy đó, thì lúc bây giờ mình mới cố gắng mình tỉnh thức để mình ra khỏi cái giấc mơ ác này. Thành ra chúng ta phải thường quán chiếu cái hiện tại mà chúng ta đang kinh qua đó, nó chỉ là một cái trạng thái tạm bợ trong giấc mơ thôi, để chúng ta không có bám chấp vào trong đó, chúng ta không có chạy theo những cái bình thường mà thế gian họ bám đó. Ví dụ như là tám ngọn gió, tám phong hả, bát phong hả, hoặc là ngũ dục vân vân, những cái đó chúng ta cố gắng không có dính vào, bởi vì tám ngọn gió nó thổi mình cũng điêu đứng, mà năm cái dục nó dí thì mình cũng chạy tơi bời, nó sẽ không có đem lại một cái giải thoát nào thật sự cả. Thì ở đây Ngài cũng đưa ra những cái lập luận của người thế gian đó mà. Người ta cũng nói là nếu mà mình có tiền thì mình có thể dùng cái tiền bạc đó, dùng tài sản đó để mình làm phước, thì mình sẽ bớt tội đi, bớt tội đi. Và nhờ đó mình dòng thêm câu đi cho giống mấy người Phật tử bây giờ, do đó mình có thể tu tập được. Nhưng mà trên thực tế vì chúng ta không có nhận rõ các pháp, cho nên chúng ta luôn luôn bị sân hận nó lôi kéo, và cái mà mình gọi là phước báo công đức đó, nó bị đốt cháy hết á, đốt cháy hết, nó tiêu mòn hết. Rồi mình cứ nói là tu tập để vì cái tu tập mà tôi làm vậy đó. Tôi ráng tôi ra bán ở ngoài chợ, rồi chửi mắng người ta hay là cạnh tranh với người ta rồi này nọ hết á, để tôi có tiền tôi làm phước, tôi tu tập. Thì cái này nó đâu có đúng nữa đâu. Nó chỉ là một cái sự biện minh thôi. Biện minh cho vấn đề tại sao chúng ta không tu tập, mà chúng ta chỉ chạy theo cái pháp ở bên ngoài. Vậy thôi mà thường lắm. Cái này là xảy ra rất là thường, nhất là mấy vị mà có cái quan hệ rộng rãi đó thì biết ha, thì biết có tiền để mà cúng dường cho có phước, nhưng mà đâu biết rằng là mình đang tạo nghiệp. Khi mà tham sân nó vẫn còn hiện hữu ở trong tâm thức của mình nội cái mà mình nói là cúng dường cho có phước, nhưng mà mình không biết là cái phước đó sẽ dùng vào đâu nữa. Rồi mình miệng thì nói là có phước để tu tập, nhưng mà trong lòng thì nghĩ tới cái phước của thế gian để đời sau mình được sung túc hay là để nhà gì đó, thì cái việc đó đáng lý ra là cái việc thiện mà nó biến thành cái việc ác. Nên Ngài mới nói trong đây là trên phương diện có những cái mà trên cái lý thì nó rất là cao thượng, nhưng mà trên thực tế nó vẫn là đang tạo cái ác nghiệp là như vậy. Và một cái trạng thái tâm thức khác mà Ngài cũng cảnh cáo chúng ta, đó là cái tâm mà thờ ơ đối với chúng sanh. Mình nghe người ta chê trách mình, nói xấu mình, thì mình cảm thấy khó chịu. Nhưng mà mình nghe người ta chê trách người khác, nói xấu người khác, thì mình thấy không có vấn đề gì chứ. Cái đó là nhẹ đó. Còn đôi khi mình cảm thấy là vui nữa. Mình thấy người khác bị chê trách mình vui. Mình vui, mình tùy hỷ cái đó. Thì cái này phải cẩn thận. Mình phải giữ cái tâm nó bình lặng.
đối với chính bản thân mình, đối với chính bản thân khi mà nó xuất hiện nơi cái chung quanh của chúng ta. Chứ bằng không mình sẽ bị rớt vào cái tiếng Đức nó gọi là Gleichgültigkeit. Đối với mình thì mình rất là năng nổ, nhưng mà đối với người khác này nọ thì mình rất là thờ ơ, rất là lạnh lùng, rất là cứng rắn. Thì cái đó nó không có nền. Và cái câu số 64 ở đây thì Ngài chỉ rõ về cái tâm. Bởi vì tu tập là tâm mà. Có những người cảm thấy là mình tức giận là đúng đắn khi mà người ta làm những cái điều mà được xem như là ác. Đây thì Ngài đưa ra những cái ác rất là ác. Đập phá tượng, rồi đốt sách, đốt kinh sách, vân vân. Rồi mình tức giận lên. Mình tức giận lên. Thì Ngài nói cái chuyện đó cũng đâu có đúng đâu. Đâu có cần tức giận làm cái gì. Bởi vì trên thực tế thì nó cũng chẳng tổn hại gì với Đức Phật hết trơn á. Mà nếu cái tâm của mình nó không có xấu ác á, thì nó đâu có sao. Còn cái chuyện mà người ta làm á, thì cái đó là cái quả người ta phải chịu thôi. Mà người ta đã làm rồi đó, mà mình tức giận á, là cái điều phi lý. Vì nó đã xảy ra rồi. Tức giận thì cũng không có đem lại cái gì cả. Mà người ta chưa làm á, thì mình có tức giận không? Thì mình không có tức giận. Nên cái chuyện tức giận của mình là cái chuyện hoàn toàn không có một cái ích lợi gì hết. Giống như là có những cái mà hành động của mấy cái người mà họ không phải là Phật tử đó. Ở Afghanistan hồi trước đây họ dựng sập cái tôn tượng này nọ đó. Thì đương nhiên mình là người Phật tử thì mình cảm thấy nuối tiếc, mình vẫn cảm thấy uổng. Nhưng mà mình đâu có cần tức giận. Nếu mà ai muốn phát tâm thì hãy phát tâm thương những cái người Hồi giáo đó, vì họ đã tạo cái ác nghiệp. Thương họ, đáp máy bay qua ôm họ một cái, nó tôi thương anh quá, tôi cảm thấy anh làm việc này rất là đáng tiếc cho anh. Dẫn họ đi ăn, rồi nói chuyện vui vẻ với họ để cho tâm họ nó được nhẹ nhàng. Chắc mình không có làm được không? La chửi mắng nhiếc đủ thứ hết trơn ạ. Nên cuối cùng thì mình thấy không mang lại được cái lợi ích gì cả. Mà họ càng tức giận, mình cũng tức giận. Hai bên đổ dầu vô lửa. Rồi ngày nào mình cũng tụng pháp cú. Đức Phật dạy lấy sân hận báo sân hận, sân hận bao giờ dứt. Hãy lấy từ bi báo sân hận thì sân hận mới tiêu tan cái gì đó. Trời, đọc nghe nó rất là thanh thoát hay. Nhưng mà khi mà đối với cái đó tâm thức mình nó không có hoạt động một cách đúng đắn, thì chính bản thân mình là cái người đang phá hoại đạo Phật đó. Chẳng có nói gì ai chứ, không phải là cái người mà đập tượng đốt kinh đó, mà chúng ta đang phá hoại đạo Phật. Vì mình mặc cái áo của Đức Phật, mình đội mình cắt cái đầu theo truyền thống của Đức Phật, cạo tóc như vậy đó, rồi mình hành sự không có giống như là giáo lý Đức Phật dạy. Thì ngoại đạo người ta nói gì, ăn chay nó láo ha. Chẳng thà ăn thật nó ngay còn ăn chay nó láo. Ta ăn gà, ta nói ta ăn gà. Mình ăn miếng đậu hũ đó mà nó ăn gà. Hay là mì căng trong miếng đậu hũ ha. Mình ăn mì căng đó nó ăn gà. Miếng đậu hũ đó thì nó là thịt heo. Đủ thứ hết. Thì đó là rõ ràng trong ngoài bất nhất, không có giống nhau. Thì cái điều đó không có nên. Khi mình thấy chúng sanh họ làm những cái điều mà xúc phạm theo cái nhìn của mình đó, là xúc phạm đối với đạo Phật đó, hay là xúc phạm, thật sự nó không phải xúc phạm đối với đạo Phật nữa, mà thật sự nó là cái xúc phạm đối với cảm nhận của mình thôi. Bởi vì họ làm cái đó thì đạo Phật mình nó cũng chẳng tăng chẳng giảm nữa. Giả sử như quý vị thấy giả sử như họ in Đức Phật lên cái bikini đi, bên đây một cái đi chẳng hạn, thì mình nhìn vô dĩ nhiên là cái người mà có tình cảm với đạo Phật mình thấy chướng, phải không? Mình thấy chướng, in Đức Phật lên cái bikini như vậy,
cái áo ngực như vậy, không có trang nghiêm. Nhưng mà đối với Đức Phật thật sự nó không có ảnh hưởng gì hết. Và đối với Đạo Phật thật sự cũng không ảnh hưởng nữa. Nó chỉ ảnh hưởng cá nhân của mình khi mình cảm thấy khó chịu thôi. Nhưng mà nếu mà mình biết vận dụng á, cái người hành giả mà biết vận dụng á, thì lúc bây giờ mình nhìn mình nói, ồ Đức Phật đẹp. Chứ mình không nhìn cái bikini, và thậm chí mình không có nhìn cái hai cái ngực ở dưới đó nữa. từ cái đối tượng mà có thể là đưa đến dục, đưa đến nhiễm ô, đưa đến cái ái nhiễm, mà bây giờ mình nhìn cái tự nhiên thành cái thanh tịnh, chỉ thấy từng Phật thôi, thì nó vẫn đem đến cái sự lợi lạc cho mình. Cái ví dụ này nó hơi crass một chút, nó hơi gì đây, nó hơi thô một chút, nhưng mà qua đó chúng ta sẽ nhận thấy được cái thực tế giữa về cái vấn đề mà tự thân như thế nào. Do cái nhìn của mình thôi, mình nhìn ở cái đoạn nào mà nó thành ra cái gì. Chứ đối với cái pháp thì nó không có thay đổi gì cả. Đối với Đức Phật không thay đổi, đối với Phật pháp không thay đổi, với cái gọi là Đạo Phật cũng không thay đổi nữa. Mà chỉ là cá nhân chúng ta có cái tâm nó không có vui hay là trong cái thích hay là này nọ thôi. Chứ còn bản thân cái người kia chưa chắc là họ có cái gì mà ác nữa. Đôi khi họ chỉ nghĩ là ồ cái này là nó đẹp, và in lên cái áo như vậy thì chắc là nó màu đen vậy thôi. Thậm chí là có nhiều người họ với cái tâm họ nghĩ rằng là mình gieo cái nhân, bởi vì mấy người đàn ông đó là thích nhìn ngực của mấy bà ở trên cái bãi tắm, nên mình gieo cái nhân của họ với Đạo Phật, in cái hình Phật vô trong đó, để mấy người đàn ông họ nhìn như vậy là tối thiểu họ nhìn thấy Đức Phật, thì họ được cái nhân duyên với Đạo Phật. Thì cái người mà họ có với cái tâm đó mà họ sáng chế ra những cái áo như vậy đó, thì họ có phước, nó cái tâm thiện mà. Tự nhiên cái mình nói giận. Mình nói giận, phải không? Nên cái điều đó chúng ta khi mà thấy có những người họ làm những cái công việc như là đập phá tôn tượng, hư hao chùa chiền hay này nọ đó, thì tốt nhất là không có nên nổi sân. Mà được nữa thì hãy nên có cái tâm thương đối với họ. Họ càng làm dữ thì mình phải càng thương họ. Đó, thương họ. Đó. Rồi mình dùng rất nhiều phương tiện để thứ nhất là cho họ thấy được là thật sự là mình quan tâm với họ, mình thương họ. Rồi từ đó mình dẫn dắt họ. Vậy thôi. Chứ còn sân hận thì không có được gì cả. Vâng, thì hôm nay chúng ta học tới đây thôi. Chúng sanh không số lượng, thệ nguyện đều độ khắp, phiền não không cùng tận, thệ nguyện đều dứt sanh, pháp môn không kể xiên, thệ nguyện đều tu hành, phần đạo không gì hơn, biên tận nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn.